Cô ơi, cô cho con hỏi là hàng sứa nhà mình đã được bán được bao nhiêu năm rồi hả cô? Hơn 70 năm là mẹ cô bán. Hơn 70 năm là mẹ Mẹ cô bán. Dạ. Bây giờ mẹ cô giờ không bán nữa ở trong nhà. Dạ. Thì là cô là bán được bao nhiêu năm rồi ạ? Cô bán được 4-5 năm nay thôi. Vâng, vâng. Con thấy hàng sứa nhà mình rất là đông trên các cái hội nhóm review về đồ ăn ấy. Thì mọi người thì đều là gợi ý là ra hàng nhà mình ăn. Thì không biết là sứa nhà mình thì là được chế biến như thế nào cô nhỉ? Sứa này nhà cô bán đặc sản là sứa Hải Phòng. Sứa Hải Phòng. Mắm tôm là nhà cô là không có hàng thứ hai luôn. Vâng. Nhà cô pha đặc vị mắm tôm riêng biệt luôn. Vâng. Thế thôi thì ăn sứa ăn đậu. Vâng. Đậu ăn, dừa. Ăn sứa là mình ăn được cả đậu nghệ đúng không cô? Đậu nghệ, đậu tẩm nghệ, lướng với mắm tôm với dừa thế thôi. Cô ơi, cô cho con hỏi một chút là tại sao con nhìn thấy cái sứa này nó màu đỏ ấy? Bình thường con thấy sứa nó màu trắng ấy. Màu trắng như ta muối cái quả chú vỏ vẹt. À, người ta phải muối. Vâng. Muối thế bằng sứa cái vẹt. Vâng. Tức là khi mà muối cái đấy thì cái sứa nó sẽ chuyển sang màu đỏ như thế này. Màu đỏ đúng không? Gọi là sứa đỏ đúng không ạ? Sứa đỏ. Vâng. Thì cái cô cho con hỏi cái nước này là ngâm sứa hay là nước gì ạ cô? Nó thể là ngâm nước bình thường thôi, chứ không phải nước lọc gì bình à. Thường, nước lọc sạch bình thường. Vâng, vâng ạ. Con cảm ơn cô đã chia sẻ với bọn con hôm nay nhé. Vâng ạ. Cảm ơn cô. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phố Ăn Chơi. Và đây là chị Mimi. Đây là Như. Ngày hôm nay Phố Ăn Chơi có mặt ở 70 hàng chiếu sứa cụ gái. Bình thường thì cứ đến tháng 3 với tháng 5 của mọi năm thì ở Hà Nội sẽ có một cái trend là mọi người sẽ đi ăn sứa. Mà mình ở Hà Nội vì mấy năm rồi mà mình vẫn chưa đi được đi ăn. Thì hôm nay chị Mi dẫn mình đi ăn, bởi vì chị Mi đã được ăn rất là nhiều lần. Và đây là cái sứa của bọn mình đã gọi ra rồi. Đây là một suất 5 người nha mọi người, thì sẽ có mắm tôm này, ớt, rồi rau sống, chanh, đậu nướng, dừa, sứa. Đó, xong bọn mình có nghe cô bảo là ăn sứa nhất định uống trà chanh, trà quất, nên là gọi thêm cả trà quất nữa. Bây giờ thì mình sẽ pha mắm tôm nhá. Hào hứng rồi. Mời Như. Em đây. Nghệ nhân ăn bún đậu mắm tôm. Đây. Không, bây giờ bọn mình sẽ thi. Mình sẽ thi xem là của ai bông hơn. Mình thấy có một vài quán ấy người ta sẽ dùng cả quất nữa, nhưng mà ở đây thì dùng chanh thôi. Thật ra dùng quất thì nó sẽ thơm hơn. Thơm, dậy mùi hơn đúng không? Nhưng mà chanh thì sẽ được nhiều hơn. Đây, xong rồi chị Mi có ăn được ớt không? Chị không ăn được cay ấy, nên là nhưng mà chị sẽ cho một chút ớt vào để kiểu cho có nó đầy đủ. Đây. A few minutes later. Đây. Bông lắm rồi. Ok. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ thử sứa nhá. Sứa thì ở đây sẽ có phần thân sứa và phần chân sứa ấy. Thế yeah. Em tưởng con sứa nó là một cái bãi bầy nhầy xong rồi nó nằm yên một chỗ chứ. Phần thân và phần chân thì như cô vừa nãy chị có hỏi cô ấy, thì cô bảo là cái phần thân thì nó sẽ mềm hơn ấy và thanh hơn, còn cái phần chân thì nó sẽ giòn hơn. Thì bây giờ Như muốn ăn phần nào trước? Em sẽ ăn cái phần thân đi. Trà chanh ở đây thì là 15.000 cốc, còn sứa thì mình không biết. Hơi ngọt một chút. Nếu mọi người gọi thì nhớ bảo ít đường ấy. Ô, quên mất không nhìn chị Mi lúc cuốn rồi. Cuốn tất cả mọi thứ với nhau rồi. Ngon không ạ? Bây giờ mình sẽ có một cái lá này này. Xong rồi theo chị Mi dạy là bỏ dừa lên, bỏ một miếng đậu lên. Thân là phần nào ở đây ạ? Đây này, ở trên này nó sẽ kiểu mọi người có bị hội chứng sợ lỗ. Mình thì hơi bị hội chứng sợ lỗ một tí, nên mình nhìn cái này mình thấy hơi sợ. Mình sẽ cuộn lại, chắc là sẽ không sợ đâu. Cuộn lại nha. Vì năm nào mình không ăn sứa nên là mình đã biết vị của nó như thế nào rồi ấy. Còn đây Như, đây là lần đầu tiên ăn sứa của Như ấy. Thì đợi Như ăn xong miếng này và xem là cảm giác của Như sẽ như thế nào khi mà lần đầu ăn sứa đỏ nhá. Không có vị. Khi mà em cuộn tất cả mọi thứ với nhau ấy thì em sẽ khó nhận ra cái vị sứa, vị sứa hơn. Hiện tại thì em sẽ ăn thử một miếng ăn không? Em có thể ăn không một miếng để xem là cái vị nguyên bản của nó như thế nào. Cái miếng em lấy nó hơi có nhiều gai nên nó chạm vào lưỡi thì em thấy hơi sợ. Em sẽ lấy một cái miếng không có gai nhá. Toàn vị mắm tôm mọi người ạ. Mà sứa nó sẽ rất là mát, ăn giống gì ạ? Ăn giống nha đam ấy ạ. Giống nha đam, đúng rồi. Ăn rất là giống topping nha đam mà các bạn hay uống với trà chanh ấy. Như thì thấy sứa đỏ giống nha đam. Bản thân chị năm nào cũng đi ăn sứa vào tầm tháng 3 đến tháng 5 ấy. Thì chị thấy sứa nó rất là giống thạch mọi người ạ. Nó thanh mát,
Và khi mà ăn kèm với những cái topping ở đây ấy thì nó rất là dậy mùi ấy. Em thấy cái đậu nướng rất lạ luôn, bởi vì bình thường sẽ là đậu chiên đúng không? Đúng đậu rồi. Chiên thì ăn sẽ bị ngán. Bình thường là đậu chiên, còn đậu ở đây sẽ là đậu nghệ nướng nha mọi người. Ồ, đậu nghệ là người ta tẩm nghệ. Tẩm nghệ xong rồi nướng lên, ăn kèm với cả dừa non ấy, làm cho cái miếng này nó kiểu ngậy và bùi, miếng sứa ngậy và bùi hơn ấy. Ê, món này cuốn nha. Ơ, mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhá. Vì năm nào mình cũng đi ăn sứa ấy, ở nhiều nơi ở Hà Nội ấy. Thế nên là năm nào mình đến một cái địa điểm ăn sứa nào đấy đều có những người bị nghiện ăn sứa luôn ấy mọi người ạ. Mọi người ta đến ăn người ta không kiểu đặt đĩa như này đâu, mà người ta gọi luôn một con sứa và ngồi xé bằng tay ăn trực tiếp luôn ấy. Miếng một con em thấy chắc phải to lắm. Một miếng kiểu một miếng cắt ra một con thôi, cắt ra thành miếng to chứ không phải là những cái miếng nhỏ như thế này ấy. Ngồi xé ăn trực tiếp luôn mọi người. Mình có hỏi chuyện ấy thì các chị bảo là các chị nghiện món này luôn ấy, nghiện đến cái mức mà cứ ngày nào cũng phải ra cái quán đấy xong rồi gọi sứa để ăn ấy, không thể nào mà chịu được. Ăn hết mùa sứa, ăn từ đầu mùa đến cuối mùa. Ăn từ đầu mùa đến cuối mùa. Cá nhân em thấy thì em cũng khá là hợp món này, tại vì em là một đứa chỉ cần có mắm tôm ấy. Thì ăn món gì có mắm tôm là em thích, bún đậu mắm tôm, lòng rán hay là bất cứ cái gì chấm mắm tôm em đều thấy ngon hết. Nên là món này mặc dù là nó không có vị nhiều nhưng mà kiểu nó mát ấy, xong rồi khi ăn mình có vị mắm tôm với mấy cái kia nó cộng lại với nhau nó rất là hợp lý. Đây là một miếng chân sứa nha mọi người. Cái phần chân sứa này, cái này nó sẽ giòn hơn ấy. Trước khi đi mình có hỏi chị My là cái vị nó như nào. Chị My bảo là chị không muốn nói trước tại vì chị sợ là cái lúc đấy em cảm nhận em sẽ không được bất ngờ rồi là nó không được khách quan nữa. Thì mình nghe mình lo, mình bảo là chị My nói này nghĩa là nó không ngon hả? Nhưng mà không, mình thấy nó ngon. Hay là tại vì em đã hợp ăn mắm tôm em thấy nó ngon nhỉ? Cuốn thực sự. Những người nghiện sứa thì còn nói đây là cái món giải nhiệt mùa hè vì ăn nó rất là thanh mát. Theo mình được tìm hiểu ấy thì ở Hà Nội ấy mọi người thường ăn sứa đỏ với mắm tôm. Nhưng mà ở Hải Phòng ấy, ở Hải Phòng thì có người ăn cái sứa này với bỗng mọi người ạ. Mình cũng chưa được ăn bỗng này, giấm bỗng hay mắm chua ấy. Mình cũng chưa được thử qua bởi vì Hà Nội thì mình chưa tìm được chỗ nào ăn sứa với cả giấm bỗng. Nếu mà mọi người biết chỗ nào ở Hà Nội ăn sứa với giấm bỗng thì comment phía dưới cho mình biết nhá. Nếu có cơ hội thì mọi người hãy qua 70 Hàng Chiếu để trải nghiệm cái món sứa này nhá. Món này thì nó cái thời gian trong năm nó rất là ngắn thôi, chỉ có 2-3 tháng thôi. Nên mọi người hãy tranh thủ nhá. Hôm nay bọn mình đi ăn trong một cái ngày mà Hà Nội kiểu trời nó mùa xuân giống mùa thu mọi người, đẹp lắm. Lá vàng rơi này, xong rồi thời tiết thì mát mẻ, xong ăn cái món này nó còn mát nữa, tuyệt vời. Nếu mà mọi người ở Hà Nội mà có dịp ấy thì mọi người nên thử món này trước khi mà nó hết mùa nhá. Thế Như có muốn chị sẽ dắt Như đi ăn nhiều cái quán ở vỉa hè hoặc những cái quán ở Hà Nội như này nữa không? Em rất thích luôn, em rất thích ăn vỉa hè, không thích ăn nhà hàng một tí nào. Ok, thì còn mọi người thì sao? Nếu mà mọi người thích những cái video mà bọn mình đi ăn ở ngoài như này thì cũng comment phía dưới cho bọn mình biết nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Nhớ like, share, subscribe của chơi nha. Bye bye.